Hello, chào tất cả mọi người, rất mừng quay trở lại dưới đây. Vòng thay vì mọi người nhìn thấy mặt mình có khác không? Nếu như bạn nào vừa xem cái đoạn đầu của video này và video tuần trước mình mới đăng ấy, thì mọi người sẽ biết là mình mới đi sửa mũi về mọi người ạ. Bởi vì là có rất là nhiều bạn tò mò về cái quá trình mình đi sửa mũi như thế nào và cũng hỏi mình là mình làm mũi ở bệnh viện nào. Nên là ngày hôm nay để giải quyết thắc mắc của mọi người ấy, thì mình đã quyết định quay lại cái video này để cho mọi người xem cái quá trình mà mình đã đi sửa mũi như thế nào. Cái mũi của mình hiện tại là đã được 3 tuần tuổi rồi mọi người ạ. Trước khi mình nêu cảm nhận và cho mọi người xem kỹ chiếc mũi của mình ấy, thì mọi người cùng xem quá trình mình đi sửa mũi như thế nào nhé. Let's go. Hiện tại thì mình đang trên đường đi tới bệnh viện thẩm mỹ Miho Song Yeong lịch qua. Mình đã tới bệnh viện rồi, bây giờ thì mình sẽ đi lên tầng 3 nha. Yeah, cuối cùng thì cũng đã tới bệnh viện rồi nè. Bởi vì là mình có lịch trước nên là mình sẽ đi vô bên trong để ngồi đợi nha. Viện thẩm mỹ Miho là viện chuyên về mắt và mũi. Ở bệnh viện thì có các viện trưởng đều có kinh nghiệm trên 12 năm. Mình đã tới bệnh viện rồi, do thì mình đang ngồi đợi để nhập thông tin, sau đó thì sẽ vô làm một vài cái kiểm tra sau. Hiện tại thì mình đang ngồi đợi tới lượt của mình để vô mọi người ạ. Và xin chia sẻ luôn với mọi người là bác sĩ hôm nay sẽ sửa mũi cho mình có tên là Yun Chong Won. Theo như mình biết thì bác sĩ có hơn 12 năm kinh nghiệm phẫu thuật cho rất là nhiều các khách hàng người Việt. Bác nâng mũi thì chủ yếu răng mũi cao hài hòa với gương mặt của khách hàng. Sau khi ngồi đợi một hồi thì cũng đã tới lượt mình rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ vô để chuẩn bị trước khi vào ca phẫu thuật sửa mũi nha. Đầu tiên ấy thì mình sẽ được cho hai cái cốc nước súc miệng như thế này và sẽ vệ sinh răng. Sau đó thì mình sẽ phải rửa mặt sạch sẽ. Đầu tiên ấy thì mình sẽ buộc tóc cho nó gọn gàng vô nha. Sau đó thì mình sẽ súc miệng. Súc miệng xong thì bước tiếp theo mình sẽ rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ lau lại mặt bằng một chiếc khăn sạch. Ok, xong rồi, bây giờ thì thả tóc ra thôi nào. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, bây giờ thì mình đã được đưa vào phòng để chụp một vài bức ảnh trước khi phẫu thuật mọi người ạ. Và đây cũng có lẽ là những bức ảnh cuối cùng của mình trước khi tạm biệt cái mũi cũ này. Hiện tại Hàn Quốc thì vẫn còn dịch bệnh corona, nên là trước khi mình vào phòng phẫu thuật ấy thì mình phải bắt buộc test covid sau đó mới được vô phòng phẫu thuật mọi người ạ. Nên là trước hết thì mình sẽ test covid nha. Phải nói là cái test covid này thật sự là lâu lắm rồi mình mới test lại luôn ấy. Mình còn nhớ năm ngoái là trước sinh nhật của mình thì mình có bị covid một lần, và sau đó thì mình không có test covid lần nào luôn đó mọi người ạ. Nên là giờ test lại thì cũng khá là hồi hộp, mong là mình sẽ âm tính với covid nha, không là khỏi sửa mũi luôn á. Chắc chắn và đây là kết quả test covid của mình nha mọi người, một vạch nha, mình không có bị covid nha, giờ thì có thể yên tâm phẫu thuật rồi. Sau khi mình test covid xong thì đã có một chị người Hàn tới để nói cho mình nghe những chú ý trước khi và sau khi phẫu thuật và những biểu hiện sau khi phẫu thuật mình có thể gặp phải. Đặc biệt là mình thật sự rất là ưng cái dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây luôn ý mọi người ạ. Các chị nhân viên thật sự rất là chu đáo và tận tình luôn. Đặc biệt là trong bệnh viện thì cũng có các chị phiên dịch viên người Việt. Trong quá trình làm mũi thì mình đã được chị Thúy và chị Nga hỗ trợ rất là nhiều, nên là mình cảm thấy rất là an tâm luôn. Nên là nếu như mọi người có ý định qua Hàn sửa mũi thì mọi người đừng lo là không biết tiếng nha, bởi vì là qua đây sẽ có các chị thông dịch viên người Việt, nên là mọi người an tâm nhé. Sau khi nghe những chú ý xong thì mình đã được gặp bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mình trong ngày hôm nay mọi người ạ. Bác sĩ sẽ bắt đầu vẽ phác thảo lên chiếc mũi của mình và sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật.제일 중요한 거는 사실은 코끝에 피부가 늘어나는 거예요. 그래서 우리가 코수술은 이제 콧대 어차피 뭐 실리콘 보형물이 들어가는데 이제 코끝이 이제 잘 늘어나는 거거든. 근데 이제 아영님이 안 좋은 점 중에 하나는 이 코 요 중간에 피부가 굉장히 짧아요. 이게 지금 굉장히 짧아가지고 그래서 이게 잘 늘어나는 사람이 있고 잘 안 늘어나는 사람이 있어. 근데 근본적으로 이게 짧은 사람들이 이
콕 구멍을 만드는 연골. 이제 제가 그때 말씀드렸듯이 이제 콕 볼이 조금 크신 편이잖아요, 그렇죠? 근데 이제 이게 이제 많이 당겨지면 당겨질수록 이게 간접적으로 준단 말이야. 그래서 제가 그때 거울을 보여드리기를 이게 이제 만약에 이게 최대한 당겨지면 한 요 정도가 당겨질 텐데, 그러니까 이게 누르면 누를수록 코는 펴지고 이게 당기면 당길수록 이게 간접적으로 줄잖아요. 그래서 내가 이게 당겼을 때 본인이 요 정도 콧볼 괜찮냐 물어봐서 괜찮다고 하니까 콧볼 축소는 안 하기로 한 거잖아. 그쵸? A few moments later. Mình vừa lại mới gặp bác sĩ viện trưởng xong bây giờ. Vừa nãy thì bác sĩ có vẽ cho mình một bạn như này để tí nó phẫu thuật bụng ạ. Và thì mình sẽ thay quần áo nha. Mình đã thay đồ để phẫu thuật rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ đi ra để chuẩn bị phẫu thuật nha. Hẹn gặp mọi người chút nữa nha. Và đây là tôi trước khi phẫu thuật mọi người ạ. Thật sự bây giờ rất là hào hứng bởi vì là sắp có mũi mới luôn. Bây giờ mình vẫn không sợ mọi người ạ, mình rất là vui luôn ý. Nhưng mà không biết tí nữa như thế nào nên, nhưng mà giờ vẫn rất là năng động nha. Giờ Hoàng Đạo cũng đã tới rồi. Bây giờ thì mình sẽ chính thức bước vô phòng phẫu thuật để sửa mũi nha mọi người. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật thì mình sẽ được rửa tay sạch sẽ. Và bây giờ thì mình sẽ ngồi lên bàn để chuẩn bị phẫu thuật sửa mũi mọi người nhé. Tới lúc này thì mình vẫn còn cười rất là tươi luôn nha. Nhưng mà tí lát sau như thế nào thì mọi người cùng xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ chính thức gây mê để chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu. Sau đó thì tỉnh dậy mình sẽ được thấy cái mũi của mình sau khi rửa nha mọi người nhé. Và mình nhớ cái khúc này là sau khi mình tiêm cái thuốc này xong ấy là mình ngủ luôn mọi người ạ. Nên là mình xin phép hẹn gặp mọi người sau 3 tiếng nữa nha mọi người nhé. Bye bye. 2 hours later. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây là hình ảnh của mình sau khi phẫu thuật xong mọi người ạ. Cái lúc mà mình mới phẫu thuật xong ấy, thật sự thì mình rất là đau luôn. Mắt của mình thì sưng và miệng của mình rất là khô luôn. Và mình còn phải thở bằng miệng nữa nên là rất là khó chịu luôn ý. Mọi người, mình phẫu thuật xong rồi lại mới tỉnh thức mê, rất là đau luôn á. Tại vì không thở được, mỗi lại thở miệng. Nói chung là các phẫu thuật đã thành công viên mãn. Yeah. One hour later. Mọi người mình đã về tới nhà rồi nè. Đây là cái bước của mình sau khi sửa xong được mấy tiếng. Rất là đau quá đó. Giờ mình không thể nối tóc vào được vì nó khá là nhức. Hai ngày sau thì mình sẽ có hẹn tới bệnh viện để tháo cái ống ở trong mũi để cho dễ thở hơn. Giờ thì mình phải thở bằng miệng. Thế là hẹn gặp mọi người vào 2 ngày nữa nhá. Giờ thì mình sẽ đi nghỉ ngơi một chút này. Dưới đây là hình ảnh của mình vào ngày đầu tiên mình mới phẫu thuật xong mọi người ạ. Cái lúc đó thì mình phải ngủ với cái thế là kiểu như ngồi ấy, mình phải ngồi nên thật sự rất là khó chịu luôn. Mũi của mình thì được bịt bằng hai cái bông và lúc đấy mũi rất là đau và nhức luôn ấy. Thật sự ở đêm đấy mình đã khóc rất là nhiều và đau lắm luôn. Mình đã trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Mình ngủ được có một tiếng là mình cảm thấy đau, mình lại phải bật dậy. Nói chung là hôm đấy là mình ngủ không có được luôn ấy, rất là vật vã luôn. Nhưng mà may hôm đấy thì người yêu mình cũng có gọi điện cho mình để canh mình ngủ nên là cũng đỡ một phần mọi người ạ. Chào mọi người, hiện tại thì mình đã có mặt tại bệnh viện. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi và hôm nay mình có được là đi tháo cái bông ở trong miệng ra. Thì thôi mình sẽ tháo bông ở trong mũi ra cho dễ thở. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày mình mới phẫu thuật xong và ngày hôm nay thì mình có hẹn tới để tháo bông trong mũi và vệ sinh lại tai mọi người ạ. Cái hôm này thì mặt của mình rất là sưng luôn và cái vết thương của nó vẫn chưa lành nên là rất là đau luôn ấy. Cái phần mình lấy sụn tai ấy thì nó không sao nhưng mà cái phần mũi ấy thật sự rất là nhức và đau luôn. Hôm đấy là mình khóc muốn trôi cái viện luôn đấy mọi người ạ. Nên là cô y tá phải đứng cạnh và trấn an của mình rất là nhiều luôn, còn đưa cho mình cả gấu bông để ôm cho đỡ sợ nữa. Bây giờ như trong clip thì cô y tá đang giúp mình vệ sinh tai. Tí nữa thì cô ấy sẽ rút cái bông ở trong mũi của mình ra.
khi vệ sinh tai cho mình xong, bây giờ thì cô y tá sẽ giúp mình tháo bông ở trong mũi ra nhé. Đấy, mọi người thấy không? Cái cục bông ở trong mũi nó siêu dài luôn ý. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà cái lúc rút ra nó cũng rất là thốn nha. Và máu chảy ra thì cũng khá là nhiều mọi người ạ. Sau khi rút cái bông ra thì cô y tá sẽ giúp mình vệ sinh lại ở trong mũi và làm sạch máu. Sau khi ổn định tinh thần xong, bây giờ thì mình sẽ rút bên còn lại nhé. Trời đất ơi, giờ ngồi edit và xem lại thì mình cảm thấy vẫn rất là hãi luôn ý. Mình cũng còn nhớ rõ cái cảm giác mà lần đầu tiên mình tháo cái bông ở trong mũi ra. Mặc dù là sau khi tháo xong thì thở dễ dàng hơn, nhưng mà cái lúc tháo ra nó cũng rất là thốn luôn ý mọi người. Sau khi tháo xong cả hai bên thì cô y tá sẽ soi mũi của mình xem đã sạch sẽ chưa và vệ sinh nó. Tiếp theo thì cô y tá sẽ hướng dẫn mình cách vệ sinh mũi và bôi thuốc tại nhà mọi người ạ. Sau hôm nay thì mình sẽ phải tự vệ sinh và bôi thuốc ở nhà. Mình sẽ lấy nước sát trùng và rửa sạch mũi. Sau đó thì mình sẽ lấy thuốc mỡ và bôi lên mũi để tránh nhiễm trùng. Sau khi vệ sinh và bôi thuốc cho mình xong, bây giờ cô y tá sẽ dán cho mình một cái miếng băng nữa ở mũi để tránh trường hợp là chảy dịch và chảy máu ra. Tiếp theo đó thì mình đã được di chuyển tới một căn phòng. Ở đây thì mình sẽ chiếu laser giảm sưng mọi người ạ. Mình sẽ nằm đây tầm khoảng 15 phút để nó chiếu laser. One hour later. Hello mọi người, mình đã trở về nhà rồi đây. Và vừa nãy mình có việc tới viện để tháo cái bông ở trong mũi ra. Giờ thì mũi của mình vẫn bị chảy dịch và một tí máu nên là mình không thể cho mọi người xem được ấy. Thật sự là hôm nay là ngày thứ 3 rồi và mặt mình cũng đỡ sưng hơn rất là nhiều. Nhưng mà phải công nhận một điều là mấy ngày mới phẫu thuật xong thật sự nó rất là đau luôn, mình không ngủ được. Và mình phải thở bằng miệng ấy nên là miệng nó rất là khô, rất là khó chịu luôn ấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới tháo bông ở trong mũi ra này là rất là dễ thở, nó đỡ hơn một phần nào rồi và cũng bớt đau đi nữa. Nói thật thì mình là một đứa chịu đau rất là kém. Hôm nay thì tới bệnh viện để tháo bông thì mình không muốn trôi cái bệnh viện luôn. Nhưng mai là vẫn tháo bông suôn sẻ mọi người ạ. Nói chung là cái này thì mình thấy đau, đau thật đấy, đau đau nhưng mà vẫn tới cái mức là chịu được mọi người ạ. Không gọi là quá là đau đớn mà đến nỗi vật vã đâu, vẫn chịu được mọi người nhá. Và mình có hẹn là khoảng một tuần sau mình sẽ tới bệnh viện để tháo cái nẹp này. Trong thời gian sinh hoạt đấy thì mình sẽ không được để nước chảy vào mũi. Và mình cũng còn lấy sụn tai nên là mình cũng phải tránh nước ở cái phần này để không có bị nhiễm trùng ấy. Và tuần sau thì mình cũng đi học rồi nên là mình sẽ phải để cái mặt này đi học mọi người ạ. Mong là mình sẽ có một cái mũi đẹp mọi người ạ. Giờ thì mũi mình vẫn khá là đau nên là mình sẽ nằm nghỉ ngơi một chút nha. Để là gặp mọi người vào cái hôm mà mình đi tháo nẹp nhé. Hello mọi người, hôm nay là tròn một tuần mình đã sửa mũi mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì mình đã tới viện để tháo cái nẹp mũi ra. Ngồi chờ khoảng một lúc thì cũng đã tới lượt mình vào để tháo nẹp mũi rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi theo hướng dẫn của cô y tá để tới và tháo nẹp mũi nha. Vì hôm nay là ngày tháo nẹp mũi nên là mình rất là hào hứng luôn ý. Ngày hôm nay thì mình sẽ được chứng kiến cái dạng mũi của mình sau phẫu thuật 7 ngày mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị tinh thần để xem cái dạng mũi của mình. Nếu như mọi người nhìn qua cái nẹp không ấy thì mình thấy mũi của mình dáng khá là cao. Nhưng mà tháo ra như thế nào thì tí nữa mọi người cùng đón xem nhé. Và đây là chiếc mũi của mình sau khi tháo ra mọi người ạ. Sau khi tháo ra ấy, thì cô y tá sẽ lấy một miếng bông để vệ sinh lại sống mũi cho mình. Lúc đầu mới tháo nẹp mũi xong ấy, mình thấy mũi mình nằm cao đẹp nhưng mà cái phần đầu mũi thì khá là nhọn và hơi vảnh lên một chút. Sau khi tháo nẹp mũi xong thì bác sĩ phẫu thuật cho mình đã tới và gặp mình để kiểm tra lại mũi xem có vấn đề gì không. Phải công nhận một điều là bác sĩ làm cho mình thật sự rất là mát tay luôn ấy. Bác kiểm tra cũng rất là tận tình luôn, bên trong mũi mình có dịch hay là gì mũi thì bác cũng tận tình gắp ra cho mình. Cũng may là trộm vía mặt mình không có bị sưng và mũi làm rất là thành công luôn. Còn đây là khuôn mặt của mình sau khi đón nhận chiếc mũi mới mọi người ạ. Vừa thấy lạ vừa thấy kỳ mà không quen không nhận ra bản thân luôn ý. Nhìn góc nghiêng thì mình thấy khá là đẹp nha. Em sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Và
đó chính là hành trình của mình sau khi sửa mũi xong mọi người ạ. Và đây là chiếc mũi 3 tuần tuổi của mình. Thì mình sẽ cho mọi người xem góc như nhá. Hôm nay để cho mọi người nhìn rõ cái mũi của mình hơn nên là mình đã để mặt mộc. Thật sự để chia sẻ về quá trình mình đi sửa mũi ấy, thì mình đã có ý định đi sửa mũi từ rất là lâu rồi. Nên là trước sinh nhật 20 tuổi của mình thì mình và mẹ đã quyết định là đi sửa mũi. Mình đã đi tìm hiểu rất là nhiều bệnh viện. Và mình cũng trước khi mình quyết định là ở bệnh viện Miho Sương Hưng vừa qua thì mình đã đi sang tâm ở tận 3 chỗ liền. Nhưng mà mình thấy không có ưng. Nhưng mà khi mình được mẹ của bạn mình giới thiệu cho cái bệnh viện Miho Sương Hưng vừa qua ấy, sau khi mình tìm hiểu ấy, thì bệnh viện này đã làm cho rất là nhiều người Việt rồi. Và bác sĩ ở đây thì có hơn 12 năm kinh nghiệm và cũng đã sửa rất là nhiều người Việt rồi ấy, nên là bác cũng rất là hiểu về cái dáng mũi của người Việt Nam mình. Nên là sau khi đi tư vấn thì 2 ngày sau mình đã quyết định làm mũi. Có bạn, nhiều bạn hỏi mình là có đau không ấy, thì mình xin đính chính là đau nha. Đau nhưng mà vẫn tới mức chịu được mọi người ạ. Cũng không phải đau đến mức quằn quại mà không thể chịu được cái nỗi cơn đau này, vẫn đau nhưng vẫn tới mức chịu được nha. 3 ngày đầu thì mình khá là khó ngủ và không thể ngủ được. Mình phải ngủ với cái dáng là ngồi ngủ như này. Trong cái quá trình mình làm mũi ấy, thì mình phải kiêng khá là nhiều, như là thịt gà, thịt bò, rau muống, sản, tôm, đồ ghẹ các kiểu. Và cái lúc mà mình sửa xong ấy thì mình còn phải vệ sinh mũi thật là sạch sẽ nữa, nếu không là bị nhiễm trùng hoặc là mũi bị làm sao thì mình phải chịu trách nhiệm ấy. Nên là mình rất là phải cẩn thận luôn. Và trong một tuần đầu ấy, thì mình không thể nào mà rửa mặt được ấy. Nếu mà có rửa mặt thì mình chỉ có rửa quanh cái chỗ này để cho nó đỡ bị dầu, tại vì da mình da dầu ấy, nếu mà không rửa thì nó rất là bẩn ấy. Nên là mình phải rửa những cái khúc này, còn tránh cái phần mũi ra, đặc biệt là phần mũi. Và khi gội đầu ấy, mình là có thói quen là gội đầu là mình cúi xuống, nhưng mà sau khi sửa mũi xong ấy thì mình không thể là cúi xuống được, mình phải gội đầu bằng cách là đứng gội như thế này đó. Và trong một tuần đầu thì mình đã phải nhờ mẹ gội đầu cho. Và sau một tuần đi tháo lẹp ấy thì lúc đấy là mình bắt đầu tự gội được rồi. Cái mũi của mình sau khi mới tháo lẹp được một ngày ấy thì nó khá là nhọn và nó kiểu không được có tự nhiên và hơi đơ ấy. Và sau đây là sau 3 tuần thì mình thấy nó bắt đầu vô form và khá là tự nhiên rồi. Nhưng mà nhìn nghiêng thì mình thấy vẫn còn khá là cao và cái đầu mũi còn hơi nhọn ấy. Mình không biết là mọi người thấy thế nào, nhưng mà cái lúc mà mình mới sửa xong được khoảng một tuần ấy thì mọi người nói là mũi mình kiểu rất là đơ và rất là không tự nhiên luôn. Và lúc đó thật sự mình rất là buồn luôn ấy. Nhưng mà sau 2 tuần thì mình thấy mũi mình bắt đầu vô form và nhìn ok hơn hẳn mọi người ạ. Nhưng mà theo như bác sĩ nói với mình ấy thì phải tầm khoảng từ 3 đến 6 tháng thì mũi bắt đầu mới vô form và tự nhiên lên được. Không biết là mọi người châm đệm cái mũi của mình bao nhiêu điểm ạ? Và cũng có khá là nhiều bạn thắc mắc thì mình phẫu thuật bằng sụn gì ấy, thì mình xin chia sẻ luôn là mình phẫu thuật bằng sụn tai của mình và sụn sườn hiến và sụn vách ngăn. Mình nghĩ là trong tầm khoảng từ 3 đến 6 tháng nữa thì mũi sẽ càng ngày càng vô form và đẹp hơn á. Nên là mọi người cùng mình đón xem những thời gian sau nha. À, cũng có khá là nhiều bạn đã hỏi mình về chi phí mình làm mũi như thế nào ấy. Thì mình xin chia sẻ là mình sẽ không có nói giá chính xác, tại vì cái vấn đề giá cả thì nó hơi nhạy cảm ấy. Mình sẽ chỉ nói ở khoảng như này nha, là tầm hơn 3 triệu won và dưới 5 triệu won. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là bệnh viện mình làm mũi là bệnh viện có tên là bệnh viện thẩm mỹ Miho Sương Hưng vừa qua. Ở bệnh viện thì có một cái homepage dành riêng cho người Việt Nam mình nhé. Đây là mình sẽ để ở đây nha, mình sẽ để cái homepage. Nếu như bạn nào quan tâm đến vấn đề làm mũi thì mình sẽ để cái link của viện để mọi người dưới, để mọi người có thể tham khảo hoặc là nhận tư vấn qua tin nhắn nhé. Ở bệnh viện thì có các chị phiên dịch người Việt nên là mọi người không có cần phải lo về việc là mình không biết tiếng đâu. Nếu như bạn nào ở Việt Nam hay là ở Hàn muốn nhận tư vấn về sửa mũi hoặc là có ý định sửa mũi ấy, thì cũng có thể tham khảo các bệnh viện mà mình đã làm nhé. Và video chia sẻ về quá trình mình đi làm mũi đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share, subscribe kênh của mình nhé. Cú tốt, chú ai cũng tắt cái mì ta. Thời gian với mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé. Bye bye. Stay forever.